ngoại thả ra nè. Nè, đi theo chị với Tệ đi, chị với Tệ cho ăn. Đi theo chị nè. Đó, đó. Đi đi. Đi theo chị nè, chị cho ăn. Nè, đi theo chị với Tệ kìa. Cái bà theo bà ngoại đâu có gì đâu nè. Nên nó nói đội theo bà ngoại nè. Đây, đi ra đây nè. Ừ, bà ngoại qua đây nè. Đói rồi nè. Cái móng chân tôi nó cũng rỉa nữa. Nè. Đó, thấy không? Ăn móng chân đi. Ừ, lại đây cho ăn móng chân nè. Cái này đi theo ngoại. Ừ, đi theo ngoại chi. Để xuống đó đi nó ăn con. Để xuống đó đi con. Ok. Đó. Cánh tờ rinh không à. Đói la vậy như gì á. Cái đít nó hả con? Cái đít dễ thương hả con? Mềm quá. Mềm hả con? Mềm giống con. Giờ con bắt thử con coi nó có chạy theo con không? Dạ. Ừ. Nãy nó không thèm chạy theo con, giờ con bắt con đi thử coi. Âu! Trời ơi. Bắt đi múa gì? Nó con múa thì cứ có âm á. À vậy hả? Chó nói. Rồi, được rồi. Bỏ vô. Thêm con nữa. Thêm con nữa. Rồi, bỏ vô. Để ngoại cho nó ít cọng rau với bẻ bông cho nó. Tụi nó uống nước kìa ông. Cái tiếng kia của nó dễ thương quá. Con có thấy thương nó không? Con thấy thương không? Nhưng mà con lỡ chụp nó. Con lỡ làm nó đau. Vậy không sao đâu. Đau chút nó hết mà. Không sao. Dịch lớn nhanh như thổi luôn đó. Đi ăn rau muống của bà ngoại nè, vô phá nay, bắt đầu phá rồi nha, nay bắt đầu phá rồi nha, đó rỉu rỉu vô trong cái đám rau muống nè, hai bay phá nha, hai bay phá bà ngoại nhốt lại đó. Ừ, nó lặt ra muốn của bà ngoại nè. Trời ơi, còn chưa chịu ra nữa kìa. Tối rồi mà cũng còn rảo rảo trong bụi trong đường. Bữa nay hai em bắt đầu thay lông rồi nè, hết vàng rồi. Dây dây. Trời ơi, coi. Ăn no rồi mà cũng còn đi phá. Đi vô con. Hai bay đi vô nè, bà ngoại bỏ vô thùng ngủ. Đi vô. Không có chơi nữa. Bà ngoại đi vô á, mày ở đó đi. 8:30 tối rồi mà chưa chịu vô. Bữa nay dài, bữa nay dài thông thường luôn
hút bay hết màu vàng. Đó đó, vô kìa, vô kìa, vô kìa, vô kìa. Ôi nay bự hết hồn luôn á. Hồi luôn có hai tuần lễ không bự hết hồn luôn á. Vô đó ra không được. Ra được. Ra đây con. Ra đây nè con, ra đây. Ừ, đó. Vậy 2:30 giờ 8 giờ rồi, 8 giờ mấy rồi mà còn chưa chịu ngủ, còn đi liêu biêu ngoài đồng vậy nè. Đó 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 xe mẹ nè. Ồ. Nó đòi ngủ này nhung nhung. Hả? Đó nó đòi ngủ rồi nè, đi theo mẹ nè. Phải không? Đó. Dí theo. Ừ, đó giỏi. Trời ơi hai con giỏi kìa. Giỏi chứ ứng không? Bác ơi. Tén cổ. Không biết đâu hết luôn. Con đó con đi. Chạy theo kìa, con chạy theo kìa. Chạy theo kìa, chạy vô kìa. Đó chạy vô á. Tém cổ luôn. Bỏ vô thùng. Nó vô ỉa nó vậy á. Cái đồ quỷ ngoài không ỉa.